Sân vận động huyện Định Quán Đồng Nai được bắt đầu cải tạo vào tháng 10 năm 2022 với kinh phí trên 52 tỷ đồng. Diện tích xây dựng gần 30.000 m2, bao gồm các hạng mục làm mới khán đài AB có sức chứa khoảng 3.500 khán giả. Mặt sân sử dụng cỏ nhân tạo đạt chuẩn quốc gia với diện tích gần 8.000 m2. Đường pitch và các hạng mục thể thao hỗn hợp với diện tích trên 4.000 m2 cũng được làm mới. Dự án cải tạo sân vận động Định Quán nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể thao của người dân và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao thường niên của địa phương. Đến thời điểm hiện tại, sân vận động huyện Định Quán đã cơ bản hoàn thành việc cải tạo. Sân vận động có thể đưa vào sử dụng từ cuối tháng 1 năm 2024.